một dự án mới đầy tham vọng nhằm đưa một loài thú có túi mang tính biểu tượng trở về từ cõi chết. Hổ Tasmania, hay Thylacine, là một trong những loài mang tính biểu tượng nhất của Úc. Mặc dù đã tuyệt chủng từ năm 1936, loài thú có túi sọc mảnh mai vẫn duy trì vị trí của mình trong thần thoại Úc vì một chuỗi liên tục được cho là nhìn thấy đã thu hút công chúng và giới truyền thông. Mới năm ngoái, một nhóm tuyên bố đã phát hiện thấy hổ Tasi băng qua các khu rừng của Australia. Các tuyên bố không bao giờ được xác minh. Đáng buồn thay, loài hổ Tasmania đã biến mất, nhưng với những tiến bộ trong công nghệ sinh học, điều đó có thể không phải như vậy. Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học Melbourne dự định đưa hổ Tasmania từ cõi chết trở về. Vào ngày 1 tháng 3, họ đã công bố thành lập phòng thí nghiệm nghiên cứu phục hồi di truyền tích hợp Thylacine TIGRA nhờ vào khoản quyên góp từ thiện trị giá 3,6 triệu đô la, 5 triệu đô la Úc. Andrew Pass, một nhà sinh học tiến hóa thú có túi và chuyên gia về hổ Tasmania tại Đại học Melbourne, sẽ dẫn đầu dự án. Ông lưu ý rằng có thách thức lớn của nghiên cứu là đưa hổ Tasmania trở lại từ cõi chết. Tuy nhiên, trong khi đó là mục tiêu hàng đầu, thì công nghệ sinh học sẽ được phát triển trong tương lai là rất quan trọng đối với các nỗ lực bảo tồn động vật có túi ngày nay. Pass nói, đó không phải là tất cả công viên kỷ Jura và bạn biết đấy, chúng ta không nên đóng vai chúa. Chúng tôi thực sự cần rất nhiều thứ này để bảo vệ thú có túi ngay bây giờ. Đã có những lời kêu gọi hồi sinh hổ Tasmania trong hơn 2 thập kỷ. Năm 1999, nhà cổ sinh vật học Michael Archer đảm nhận vị trí giám đốc bảo tàng Úc và cam kết khoảng 57 triệu đô la cho một dự án hy vọng nhân bản loài thú có túi mang tính biểu tượng từ các mẫu vật cũ. Vào thời điểm đó, nó được gọi là đồ tưởng tượng và đến năm 2005, nó đã được đóng hộp. Kể từ đó, hai thập kỷ đột phá trong việc chỉnh sửa gen đã cho phép các nhà khoa học mơ ước lớn về sự tuyệt chủng, quá trình đưa các loài đã tuyệt chủng trở về từ cõi chết. Cuộc cách mạng lớn là nhờ CRISPR, một công cụ cắt và dán DNA mạnh mẽ, đưa ra một cách để các nhà khoa học tái tạo mã di truyền của các loài đã tuyệt chủng từ lâu. Công nghệ này là trọng tâm của đề xuất đưa voi ma mút len trở lại vào năm 2027 do công ty công nghệ sinh học Colossal đứng đầu. Vào tháng 9, công ty thông báo đã nhận được 15 triệu đô la tài trợ và sẽ cố gắng có những con non đầu tiên trong vòng 4 đến 6 năm và tái tạo đàn voi ma mút ở Bắc Cực. Đưa một loài trở lại đòi hỏi phải hiểu mã DNA của nó từ đầu đến cuối. Sau đó, các nhà khoa học có thể lấy các tế bào từ một loài có liên quan và sử dụng CRISPR để thay đổi mã đó. Ví dụ, hổ Tasmania có quan hệ họ hàng với một loài thú có túi khác, loài Dunnert giống chuột. Ông nói, hóa ra Dunnert là thứ gần giống với Thylacine của bất kỳ loài thú có túi nào còn sống. Bắt đầu với một tế bào Dunnert, bạn có thể chỉnh sửa tất cả các điểm khác biệt về DNA để biến nó thành một con hổ Tasmania. Hãy nghĩ về nó giống như biến một bản sao của Harry Potter và hòn đá phù thủy thành một bản sao của Harry Potter và phòng chứa bí mật. Bạn có thể giữ nguyên một số từ ký tự câu, nhưng bạn sẽ cần phải điều chỉnh lại và sắp xếp lại văn bản để nó trở thành một cuốn sách hoàn toàn khác. Bước đầu tiên đã hoàn tất. Nhóm của Pass đã có thể giải mã bộ gen đầy đủ của hổ Tasmania trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Ecology và Evolution vào năm 2017. Tuy nhiên, công việc cần thiết để biến loài này thành loài khác vẫn còn ít nhất một thập kỷ nữa, Pass ước tính. Ông nói, nó phụ thuộc vào những bước nhảy vọt trong công nghệ đó trong vài năm tới. Pass cho biết thêm, điểm khởi đầu của TIGRA Lab là sử dụng các kỹ thuật chỉnh sửa gen được phát triển tại những nơi như Colossal để tạo ra nhiều lợi ích tức thì trong việc chỉnh sửa gen của thú có túi. Anh ấy nói cụ thể với một dự án, chỉnh sửa gen trong quâu, một loài thú có túi ăn thịt đang bị đe dọa. Số lượng quâu đã giảm đáng kể trên khắp nước Úc do quá trình đô thị hóa và nạn cóc mía xâm lấn. Quâu thích ăn cóc nhưng chất độc của cóc có thể giết chết chúng, gây ra mối đe dọa lớn đối với sự tồn tại của loài.
Một số kỹ thuật được phát triển trên con đường dẫn đến sự tuyệt chủng của hồ Tasmania có thể cho phép các nhà nghiên cứu thiết kế khả năng chống lại độc tố của góc mía trong quần thể quoa. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!